Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạt Computer. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn của Hạt Computer dành tới cho các bạn trong tháng 6 này. Đây chính là từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 khi các bạn mua hàng tại Hạt Computer với hóa đơn có mức giá từ 5 triệu đồng trở lên. Đây là các bạn chỉ cần từ 5 triệu đồng trở lên nhá, là các bạn đã được tặng ngay một voucher giảm giá có trị giá lên tới 5,5 triệu đồng. Và tổng số lượng voucher được phát ra sẽ là giới hạn 1.000 chiếc và tổng giá trị của nó lên tới 5,5 tỷ đồng. Các bạn hãy nhanh chân lên nhá. Với một chiếc voucher như thế này thì các bạn sẽ được giảm giá lên rất nhiều thứ, ví dụ như là màn hình, rồi linh kiện, chuột bàn phím, vân vân và vân vân. Nói chung tất cả những linh kiện ở bên trong hay là bên ngoài một chiếc PC thì các bạn sẽ đều được giảm giá, và nó sẽ cộng dồn lên rất nhiều sản phẩm trên một voucher, chứ không phải là nó chỉ áp dụng lên một sản phẩm thôi nhá. Mà các bạn hãy nhớ là chiếc voucher này sẽ áp dụng lên rất nhiều sản phẩm ở ngay trong voucher quy định, nhưng mà nó sẽ không kèm theo cả những chương trình khuyến mãi khác nữa. Như vậy nếu như các bạn đang muốn mua một bộ PC thì các bạn sẽ được giảm giá lên gần như tất cả những thành phần ở ngay trong bộ PC đấy. Và chi tiết hơn thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video, các bạn hãy click vào đấy để xem nhá. Chưa hết đâu, ngay trong tháng 6 này, ngoài chương trình tặng voucher ra thì các bạn sẽ còn rất nhiều chương trình khuyến mãi khác nữa. Ví dụ như là chương trình mua PC không cần kèm màn hình, bàn phím, các bạn cũng đã được tặng quà theo từng mức giá khác nhau. Ví dụ như là giá trị của bộ PC các bạn càng lớn thì quà của bạn cũng sẽ càng lớn theo. Hoặc là nếu như các bạn mua một bộ PC thật là khủng đi, có mức giá khoảng tầm 80 triệu thì các bạn sẽ được tặng ngay một bộ tải nước custom hoặc là một chiếc ghế gaming có trị giá lên tới 9 triệu đồng. Còn nữa là chương trình mua combo lời không tưởng mà mình đã giới thiệu ở một trong video trước. Các bạn có thể tìm lại video đấy ở ngay trong phần video của Hà Nội Computer. Hoặc là nếu như các bạn lười tìm thì mình sẽ để ở đường link ngay ở dưới phần mô tả của video, hoặc là chữ Y ở ngay góc màn hình ấy. Và còn rất nhiều chương trình khuyến mãi khác nữa mà các bạn có thể tham khảo tại hanoicomputer.vn/khuyến-mãi. Và các bạn enter, thế là các bạn đã ra một list khuyến mãi của Hà Nội Computer. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn tìm được những sản phẩm thích hợp nhé.